Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Và hiện tại thì Thi đang xuất hiện bên dòng sông Hà Thanh. Tại cái khu vực này là khu vực tiểu vệ sinh môi trường, khu mới của thành phố Quy Nhơn. Nói là mới chứ cũng hơn 10 năm rồi mọi người. Đây, đây là nút giao giữa Nguyễn Trọng Trì và Huỳnh Tịnh Của nha mọi người. Đây có một cái chợ xóm cũng khá là nhộn nhịp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi cung đường qua cái bờ tràng này ra khu Đê Đông và khu An Quốc Thịnh nha mọi người. Hôm trước thì chúng ta đã đi ngược lại rồi, thì hôm nay chúng ta xuất phát từ trong khu vực thành phố và đi ngược trở ra khu An Quốc Thịnh, khu Đê Đông nha mọi người. Đây. Thì cái bờ tràng này thì đang vào mùa khô, rất là khô ráo, sạch sẽ. Tắm mùa mưa chúng ta sẽ lội nước một tí. Wow, buổi sáng ở con đường này cũng nhiều quán đó chứ ta. Đấy, ở đây là phục vụ cho thứ nhất là dân ở đây, thứ hai là các anh làm công trình ở phía trên đường Điện Biên Phủ này. Rồi ở khu vực bên ngoài khu Đê Đông á, họ đi làm và đi ngang qua đây thì có thể ăn sáng ở đây được luôn. Ở đây như về quê á mọi người, đường xá thì rộng rãi, khá là yên tĩnh. Chim chóc nó còn bay đầy hết đây mà. Nhà khu vực này thì như mọi người thấy là nó tương đối cũ rồi và không có xây mới. Tại khu này như đã chia sẻ trước đây thì đang nằm trong quy hoạch nên không biết là khu nào sẽ bị chuyển đổi, còn khu nào sẽ được giữ lại. Phía bên kia là khu B2 này mọi người, đang sửa sang để thành khu đô thị biệt thự á. Ở bên kia thì cách bờ khá xa, nhưng mà bên này thì cũng gần rồi. Có thể là do trước đây mọi người lấn ra cái đầm này, ông đảo B2 đó. Qua cái bờ tràng phía trước thì chúng ta tới được khu Đê Đông nha mọi người. Ở bữa trước đang có cái kế hoạch là chúng ta đi lên quanh mấy cái đồng này, nhưng mình suy đi tính lại là chưa tìm ra được cái đối tượng nào ở đây thì dẫn mình đi, chứ không mình đi lên mang qua địa của người ta, người ta cắt cây người ta rượt nữa chứ. Đó mọi người, hôm bữa trước ta đi hướng ngoài kia vào thì ta ít thấy được khu vực này hơn. Còn khi mà từ trong thành phố chúng ta đi ngược ra thì chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi và những cái hình ảnh của tòa nhà nó hình thành ở đây nó tốt hơn á. Những khu mới thì nó có một đặc điểm rất là hay, đó là về cái cơ sở hạ tầng là tương đối chỉnh chu. Còn cái độ phủ và độ lấp đầy thì nó sẽ dần hoàn thiện. Còn về dịch vụ ấy thì nó sẽ phát triển khi mà cư dân đến đầy đủ, nó sẽ phát triển hơn. Đi thẳng đường này chúng ta ra tới khu vực quốc lộ 19 luôn rồi, nhưng chúng ta đi quanh quanh trong này thôi. Đang vào mùa xây dựng nên khu vực ở đây thì nhiều các mảnh đất trống ngày xưa thì bây giờ sẽ chuyển thành xây dựng nhà ở. Đường này nó sẽ bị cục. Trên kia mình phát hiện một ngôi nhà rồi. Sau khi hoàn thành video này mình sẽ đi lên hỏi thăm thử. Mà nhìn thấy cái bảng á là có khả năng là họ đã thầu hết rồi. Những công ty xây dựng thì họ sẽ gần như trở thành đại lý của bên Sơn cả rồi.
nên không phù hợp với lại cái cách mà mình tiếp thị nữa. Tại vì mình sẽ bán sản phẩm lẻ thôi mà chủ họ sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn chi trả chi phí. Wow, đang xe xẻ luôn. Vào cái mùa này là xe xẻ là đang mùa sinh sản này, rất là đông, và những cái con chim non nó cũng bắt đầu có vài chú rồi. Suốt mùa hè là mùa đầy kích thích luôn ạ. Đây nha mọi người, tàu Vina 2 Panorama thì đứng ở vị trí này nhìn lên khá là chill luôn. Đang có một số căn hướng Tây Bắc đang chuyển nhượng, giá cũng tốt rồi mọi người. Thì nếu mà quan tâm thì mọi người IP nha, chính sách bán hàng của chủ đầu tư thì cũng ok luôn, giá thì tốt luôn. Có nghĩa là giá chuyển nhượng thì nó sẽ êm hơn một tí so với giá chủ đầu tư, nhưng mà chuyển nhượng thì khả năng lựa căn của ta nó hạn chế hơn, chủ đầu tư thì đa dạng hơn tí. Công viên bên dưới khá hoàn thiện rồi. Dù có ưu và nhược, nhưng mà khi một tòa nhà nó sắp đến thời kỳ hoàn thiện thì chúng ta cũng luôn cảm thấy rất là vui và một nơi đáng để sinh sống á mọi người. Còn tất nhiên tòa nhà rồi thì nào rồi thì nó cũng sẽ có điểm hạn chế, chứ không có cái nào hoàn mỹ cả. Quan trọng là độ chấp nhận của chúng ta tới đâu về cái mức giá chúng ta có thể chi ra đấy, chứ không thể nào mà chi thấp mà đòi cao được, nó cũng rất là khó. So sánh các sản phẩm cùng phân khúc ok thì Tân Quốc thôi. Khu vực này xây nhiều hơn mình. Để mình đảo khu vực này, như mình phát hiện ở đây nó sẽ có một đại lý sơn. Nếu như mà khi mình vào mình chào thì mình sẽ biết đối thủ mình cạnh tranh là ai. Yotun này, ngay khu vực của Yotun luôn. Đây là dưới chân của tòa B, dự án An Phú Thịnh, nhà ở xã hội cho mọi người. Buổi sáng đường này mát ghê luôn. Mình phát hiện ra là cái hệ thống shop house ở đây nó còn phát triển hơn cả cái hệ thống shop house của An Phú Thịnh Tower luôn á mọi người. Ô tô đậu ở đây còn nhiều hơn ô tô bên kia luôn á. Rất là hay ho luôn. Nhà ở xã hội mà ô tô nhiều tiếp vậy, có thể là người ta thuê ở không có, nhưng mà một cách nào đó nhiều người là chủ cũng có. Khu vực này xây dựng mạnh đó mọi người. Dần già thì khu vực này chắc chắn cũng sẽ lắp đài 30% thôi. Nhưng mà giờ còn nhiều đất quá đây. Ok. Ok, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau. Thì chúng ta sẽ có cơ hội đi các khu vực khác của thành phố Quy Nhơn nữa nha mọi người. Chúng ta sẽ kết thúc video ở cái điểm chuẩn bị giáp sông. Ôi, cái đoạn này nhìn sông không thấy. Hẹn gặp lại tất cả mọi người sau nha.